vượt qua bão xoáy của dịch Covid-19, gần 600 chuyến bay đã đưa hơn 120.000 đồng bào ta từ ở nước ngoài trở về, dù cho trong nước còn nhiều khó khăn do dịch bệnh đang hoành hành. Mọi công việc dẫu còn chưa hoàn hảo, còn thiếu sót, nhưng đó là những nỗ lực chăm lo và nghĩa đồng bào của quê hương đất Việt. Việt Nam bắt đầu chuyến bay gọi là giải cứu công dân đầu tiên kể từ khi dịch Covid-19 bắt đầu, với chuyến bay đón 30 công dân từ Vũ Hán trở về ngày 10 tháng 2 năm 2020. Thậm chí, một thầy giáo ở Thanh Hóa còn làm thơ ca ngợi, so sánh chuyến bay của chính phủ là cha mẹ chăm sóc con mình, đồng thời buông lời mắng nhiếc những người ủng hộ dân chủ. Kể từ đó, các hãng hàng không của Việt Nam đã bay tổng cộng 600 chuyến bay với gần 120.000 người trở về quê hương. Tuy nhiên, các chuyến bay thẳng trở về quê lại mắc gấp đôi, thậm chí là gấp 5 lần so với việc mua vé cho một chuyến bay khác bay đến Campuchia rồi đi đường bộ trở về Việt Nam và cách ly ở biên giới. Dư luận về việc giá vé bất bình thường kéo dài trong 2 năm, nhưng mãi đến tháng 1 năm 2022, Cục trưởng Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao Nguyễn Thị Hương Lan và 3 cán bộ cao cấp của cục này mới sổ khám với tội danh nhận hối lộ. Công tác điều tra vẫn đang được tiến hành. Câu hỏi đặt ra ở đây là chính quyền sẽ đền bù tổn thất cho những người đã mua vé về quê với giá đắt đỏ như thế nào? Còn những công nhân có việc không may ở nhà, chịu tổn thất tinh thần khi không thể về quê khi giá vé quá đắt sẽ đền bù như thế nào? Chính phủ sẽ phải làm gì để điều này không thể lặp lại nữa?